Đây là mới chuyến đầu tiên, là khởi sự đầu tiên thôi. Dạ. Đó. Bây giờ qua đây là chú Cảnh cũng chưa biết cái chỗ nào để mình cho nước cho bà con. Hiện tại bây giờ có chỗ rồi. Dạ. Nhưng mà bây giờ cũng nhờ thông tin trên mạng là những cái cô bác nào, những là vùng sâu vùng xa, vùng sâu ở trong đó, những cái hẻm đó. Dạ. Có yêu cầu thì cho xin cái số điện thoại để cho mình là chạy vô mút ở trong đó tới tận tay bà con ở trong vùng sâu để cho chú Cảnh hàng ngày hoặc là 2-3 ngày gì đó. 2-3 ngày đúng rồi. Khi bà con thiếu nước là chú Cảnh sẽ đúng rồi, điện thoại tới là chú Cảnh là dùng 2 ngày hoặc 3 ngày. Dạ. Chú Cảnh sẽ tiếp sức nước của chú Cảnh mà chở nước cho bà con. Con chú chị coi nè, mặt chú Cảnh người hớn hở. Ở cái vùng này quá khô cằn quá đi. Vậy là chú cũng làm nhạc, làm nhạc chung với là chú Cảnh phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi bà con mình đây là nước, cái nước miễn phí là mình đi chở không được hay chú hay sao? Đâu có nước đâu mà chở. Trời ơi, Phú thật, thở hì hì luôn đó chú chị. Muốn xin chào quý chú chị và bạn. Khi mình đang ngồi uống cà phê á, thì thấy cái chiếc xe ba gác rất là lạ luôn rồi chú chị. Đang đậu đây, không biết là chú chuẩn bị đâu. Rồi đây mình thấy có một cái chữ là xe chở nước từ thiện. Thường thường là hôm nay ở đây là có những cái chiếc xe lớn đó chú chị. Mà hôm nay là lại xuất hiện một cái chiếc xe ba gác. Giống cái chiếc xe của chú Minh Cô Đơn ở dưới Gò Công anh cô chú chị. Mình thấy hình như là chú đang ngồi trong quán á. Này xíu nữa mình sẽ vào chia sẻ hỏi thăm để cho cô chú chị mình biết cái chiếc xe này chú chở nước đi đâu. Mà theo mình nghĩ là chắc có lẽ là chú xem được clip của anh em quay đó, rồi những cái ông bà của chú lớn tuổi đó ở trong xa lấy nước không được á. Chú sẽ chở tới. Dạ, mình sẽ đi vào trong chờ chút. Con chào chú, chúng ta hỏi chú tên gì? Mình là tên Cảnh. Chú quê, bao nhiêu tuổi rồi chú? Năm nay là 63 tuổi rồi. Dạ. Thì mình quê ở Mỹ Lộc, cũng Cần Giột đây. Dạ. Nói chung là bên đây là cái vùng hạ, còn bên chú là cái vùng thượng. Dạ. Thôi là vùng thượng thì có nước đầy đủ, nhưng mà vùng hạ tội nghiệp cho bà con vùng hạ. Dạ. Là không có nước xài, nước sinh hoạt không có. Thành ra hôm nay là mình chỉ góp một cái phần công sức nhỏ chở nước vô những vùng sâu vùng xa cho bà con người ta xài. Sao mà chú biết bà con ở bên đây thiếu nước mà chú con thấy là ngoài kia có một cái chiếc xe ba gác, chú chở trên đó một cái bồn. Sao mà chú biết bà con ở đây thiếu nước mà chú chạy qua đây mà chú cứu bà con? Nói chung thì mình cũng nghe cũng xem trên thông tin mạng đó. Thì có những cái clip mà mấy anh em người ta quay vô cái vùng sâu vùng xa đó, mấy cái khu mà gần mé sông này kia nọ, người ta không có nước mặn xâm nhập mà không có nước để xài sinh hoạt. Dạ. Thành ra thấy như vậy đó, thì mình không có gì hơn là mình góp một cái công sức nhỏ vậy thôi. Dạ. Cho bà con. Chú cho con hỏi là thường ngày là chú Cảnh đi làm công việc gì chú? Làm bên cho thuê nhặt sống. Vậy là cái xe này là cái xe mà chú chở đạo cụ đồ đi đó. Đúng rồi, đó là xe để chở ba cái đạo cụ để đi đó. Nhưng mà những ngày mình không có làm đó thì mình chở nước cho bà con người ta. Cái chuyến này là của chú là chuyến đầu tiên hay là chú đi nhiều? Không, đây là mới chuyến đầu tiên, là khởi sự đầu tiên thôi. Dạ. Dạ, qua đây là chú Cảnh cũng chưa biết cái chỗ nào để mình cho nước cho bà con. Hiện tại bây giờ có chỗ rồi. Dạ. Nhưng mà bây giờ cũng nhờ thông tin trên mạng là những cái cô bác nào, những là vùng sâu vùng xa, vùng sâu ở trong đó, những cái hẻm đó. Dạ. Có yêu cầu thì cho xin cái số điện thoại để cho mình là chạy vô mút ở trong đó tới tận tay bà con ở trong vùng sâu để cho chú Cảnh hàng ngày hoặc là 2-3 ngày gì đó. 2-3 ngày đúng rồi. Khi bà con thiếu nước là chú Cảnh sẽ đúng rồi, điện thoại tới là chú Cảnh là dùng 2 ngày hoặc 3 ngày. Chú Cảnh sẽ tiếp sức nước. Thì con bữa còn gặp em Phong ở dưới Gò Công, thì em Phong cũng có mời cái chú Minh Cô Đơn ở trên trường đại học Thủ Đức xuống. Chú là hàng ngày là chú chạy xe ba gác để kiếm cơm.
thì chú bỏ công việc của chú gác công việc của chú lại, thì chú mới chạy chiếc xe ba gác và một cái bồ, chú xuống dưới Gò Công á, chú đi vô trao cho những cái hoàn cảnh cô già neo đơn, rồi những cái người già không lấy ra được đó. Thì con thấy rất hay, như hôm nay con gặp chú Cảnh nữa là cũng y chang như chú Minh cô đơn luôn. Cái nguồn nước của chú Cảnh mà lấy để mình đi thực hiện cho bà con đó là cái nguồn nước ở đâu mình có chú? Nguồn nước là lấy từ nhà, từ nhà mình lấy từ nhà mình đi đó. Thế từ nhà của chú qua phía bên này là bao xa hả chú? Tính ra từ nhà qua bên đây khoảng chắc khoảng mười mấy cây á, mười mấy cây á. Vậy rồi là chú tặng bà con hết một cái khối nước đây là chú dự định đi về hay là sao? Không, còn đang có cái nguồn nước ở bên, cũng gần đây có nguồn nước nữa, đã xin rồi, có liên hệ rồi, thì xong xuôi thì sẽ đi tiếp tục. Có nghĩa là như thế này, là ngay chỗ ủy ban xã có một cái tèn 20 khối đúng không? À. Thì chú đi hết một cái khối đây á, thì chú sẽ quay lại đây lấy nước và đúng rồi. Và đi cho nó gần. Đúng rồi. Đi hết trong một buổi hay một ngày gì một đó. Một ngày gì đó. Mới về. Đúng rồi. À, chứ không mà là một khối nước mà đi về mười mấy cây phố thì cũng hơi mệt. À. Dạ, mà nó cũng không được bao nhiêu hết. Nói chung mình qua tới đây thì mình đã có liên hệ được một cái trạm nước. Trạm nước ở dưới là cũng như là có cái nhà tài trợ là bên anh Úc Râu tài trợ cho có cây nước đó, là mình cứ thế đó mình lại đó mình nhận nước và mình tiếp tục mình chuyển cho bà con vô cái những cái con hẻm. Dạ được như vậy thì nó quý quá. À. Dạ. Chú cho con hỏi là buổi sáng là chú xuất phát đi lúc mấy giờ? Chắc khoảng 9:30 á. 9:30. Là bây giờ là làm hết nguyên ngày hôm nay luôn. Hết nguyên ngày nay luôn. Thì chú có thể cho một số điện thoại của chú á, ví dụ như bà con mà ở cái khu vực mà Phước Bình Tây này mà thiếu nước có thể gọi điện cho chú được không? Được. Để chú có thể đọc lên cho con. 0909 606 135. Đó là số điện thoại của chú Cảnh nha quý đúng, chú anh chị. Đúng rồi. Ví dụ như mình là bà con ở cái địa bàn là Phước Bình Tây này mà xe nước không vô tới nhà được thì có thể là, nhưng mà phải xe ba gác vô được nha, thì có thể là liên hệ với số điện thoại ở trên để có thể là nhờ chú Cảnh hỗ trợ cho một ít nước đó. Chứ còn ví dụ như mà những cái chỗ nào mà xe nước mà họ vô được á, xe nước của nhà nước hoặc là những cái xe lớn của các anh em tổ chức mà vô được á, thì mình không có nên gọi để mình nhường những cái số nước này cho những cái bà con ở sâu ở bên trong nhà nước hoặc xe của các đội khác không vô được, những xe bãi rác như chú có làm gì không ha. Thì chú cho hỏi thì chú đi như vậy rồi cô ở nhà có nói gì không? Không, nói chung thì gia đình ủng hộ. Hoan nghênh ủng hộ luôn. Mình đi làm việc này là nó cũng tốt cho xã hội, thành ra là cái gia đình rất là ủng hộ. Và chú cho con hỏi ha, trên cái địa bàn thường dùng của mình á, thì hiện tại nó có rất nhiều cái điểm để thiếu nước, mà chú Cảnh á là tụi con là đi quay trực tiếp rất là nhiều nơi. Ví dụ có những cái chỗ nào mình đang ngặt nghèo á thì tụi con cầu cứu là chú Cảnh chạy tới không? Sẵn sàng đi. Dạ, đó là chú Cảnh sẵn sàng đi. Chú Cảnh sẽ hợp tác với anh em tụi con ha. Rồi ok. Dạ. Sẵn sàng đi. Dạ. Rồi Cảnh làm ơn cho hỏi là cái chiếc xe ba gác của chú Cảnh á, một lần đi như vậy là mình chở khoảng được bao nhiêu khối nước chú Cảnh? Khoảng 1.5 đến 1.5 khối thôi. Hiện tại bây giờ là trên xe chỉ là một khối hai thôi. Dạ. Và mình dự định là mình cho mỗi hộ dân đó là khoảng bao nhiêu nước chú Cảnh? Không, tùy, tới đó tùy. Ví dụ khu vực đó, mình vô khu vực đó khoảng đông hộ hộ dân đông quá thì mình chia sớt ra, thì làm sao trong vô khu vực đó hết cái một cái bồn nước đó thôi. Dạ. Bây giờ là dự định của chú Cảnh là cái chiếc xe này là chú Cảnh cho đâu? Có cái điểm là cái hẻm chỗ này nè, thẳng vô đó. À, cái hẻm này. Không biết là cái hẻm số mấy đây. Không cái biết hẻm này là của cái ấp 3 tổ 1. Đó, vô đó vô thẳng vô phải như 1.5 cây số. Tại vì có cô bác người ta hẹn người ta là vẫn 11 giờ đến 11 rưỡi ai đó. À. có hẹn chú Cảnh rồi chú Cảnh đã liên lạc rồi, chú Cảnh mới liên lạc. Đúng rồi. Dạ. Thì thôi bây giờ nhờ trên cái kênh YouTube qua Phú Long An thôi bây giờ thì cho tôi xin nhắn gửi như thế này, thì bây giờ những bà con ở vùng Phước Vĩnh Tây này hay là vùng Hạ, thì cô bác nào những cái vùng sâu vô những cái hẻm nhỏ mà ba gác vô được thì xin liên hệ với tôi
tôi chuyển nước vô tới tận vô những cái nơi hẻo lánh. Dạ. Đi bằng ba gác với điều kiện là ba gác phải vô tới được. Dạ. Bây giờ sẵn dịp gặp chú Cảnh ở đây thì con cũng xin phép con nói với chú Cảnh như thế này. Thì có một cái chú ở bến đò mới Cần Giuộc. Bến đò mới Cần Giuộc của thị trấn Cần Giuộc mới vừa gọi cầu cứu với con là mười mấy hộ dân. Hiện tại không có nước xài, đi xin nước rất là khó khăn. Cần con qua để quay lên trợ giúp. Nếu mà chiều nay chú Cảnh có thể sắp xếp được, chú Cảnh chở một chiếc xe ra đó rồi chú cáo mình ra gặp trực tiếp bà con luôn là rất là hay luôn. Rồi, được đó, được. Dạ. Bây giờ thì vô đây khoảng chừng chắc cho một giờ hoàn thành đi. Dạ. Một giờ hoàn thành rồi quay trở ra. Dạ thì hiện tại chú xíu nữa tụi con cũng sẽ trao nước bên đường Cati ở trong, bà con ở trong. Nếu mà chú Cảnh có thời gian rảnh thì chú Cảnh sẽ đi trực tiếp với tụi con đi dẫn để thấy bà con ở ngoài đường thì có nước, nhưng mà những cái bà con cái hộ ở bên trong á thì những cái hộ già cả rồi những người lớn tuổi khó khăn á, người ta đi lấy nước khó khăn, những cái xe tới á thì những người có sức á người ta lấy hết rồi, những người trong á người ta lấy không có nước nhiều, thành ra cái sinh hoạt thì rất khó khăn, thành ra rất cần nước đó. Rồi xong tụi con sẽ đi lại Phước Lại, bởi vì cũng có một cuộc cầu cứu bên xã Phước Lại, bà con đó giờ thiếu nước cũng rất là nghiêm trọng. Rồi con mới về chuột, rồi chút nữa con sẽ liên lạc với chú Cảnh này, báo chú Cảnh là chú Cảnh vô nước xong đi rồi mình đi qua Cần Giuộc. Rồi ok. Dạ dạ. Rồi ok. Có gì tí nữa chú cháu mình sẽ rồi ok liên lạc với nhau ha. Rồi rồi chút nữa liên lạc với nhau. Là chú cháu mình sẽ phục vụ cho bà con của Cần Giuộc mình được dài lâu, cho bà con có cái nước để xài cho nó thoải mái chút xíu chú. Ok. Dạ dạ dạ. Đâu rồi chú ơi, cho anh em tụi con tham quan chiếc xe của chú ơi. Đây. Chiếc xe ba gác của chú Cảnh thì được gắn một cái tờ giấy tôi chú đi. Ông ngàn hai. Xe chở lắm. Nước từ thiện. Sự từ lắm. Chú cho con hỏi là cái bồn này là chú của nhà chú hay là chú đi mượn? Đang cái bồn đang đi mượn, ở nhà không có bồn. Dạ. Đi mượn. À, chú đi mượn cái bồn. Ở nhà không có bồn cũng đi mượn cái bồn mà đi phục vụ cho bà con rồi chú chị. Xe chú phải làm cái máy lên che cho chú nữa kìa. Chứ bây giờ nắng lắm. Thôi không không sao đâu, mình không quan trọng cái vấn đề đó. Dạ. Bây giờ quan trọng nhất là có bà con thôi. Dạ. Chiếc xe thì chú đổ xăng. Chú chạy đi phục vụ bà con miễn phí. Miễn phí hết. Dạ. Ở đâu cũng có cái tấm lòng vàng hết đó cô chú chị. Chú Cảnh đây là nghe bà con những cái người già neo đơn đó. Ở bên trong á không có nước, không đi lấy nước được đó. Chú lấy xe ba gác ra, giờ chú mượn cái bồn đi xin nước chở tới cho bà con. Rất là quý luôn, rất thương chú. Thôi tụi con giờ cũng cảm ơn chú, chút xíu nữa tụi con sẽ đi theo chân chú đi vào bên trong để xem chú trao nước cho bà con. Rồi. Dạ, dạ. Okay. Rồi xin chào bà con. Xin chào bà con. Bây giờ thì chú Cảnh đã di chuyển xe đi nè cô chú chị, giờ mình sẽ chạy theo chú Cảnh để xem chú Cảnh giao nước ở đâu cô chú chị. Ồ, chú Cảnh vô đường đó. Mới thiếu dọn là đúng vô đường luôn á. Chạy vượt lên chạy đi. Leo lên xe chú Cảnh ngồi luôn. Cảnh ơi. Chạy quá trời tiếng kêu không nghe không nghe. Chạy vượt qua đại đi là tiếp được mà. Đâu leo lên ngồi đi. Đó bây giờ chú Phú nãy giờ vượt theo chú Cảnh quá trời, xin hai chú cháu đi theo là chú chị. Dạ, dạ. Cái trong nhà của người ta để chào nước. Ờ, người ta gọi cho chú lâu chưa? Chú đi lại được. Ờ, liên hệ trước. Liên hệ trước trước là. À, rồi. Dạ, vậy dạ, chú có điểm giao à ha? Có điểm giao. Rồi, chú vô đây từ từ, cái là bà con gọi cho chú à. Ngày qua con cũng vô đây nè, bà vô phút kia nè. Đây, chú sẵn rồi, chú chị. Chuyến đầu tiên là vô bà con mừng á, cũng vui chú ha.
giúp được bà con cũng vui. Tụi con đi trời nắng mình chết luôn mà thấy bà con ấy có nước vô tụi con cũng vui lắm. Giờ hai anh em bốn với lại Quân đang đi trước đó cô chú chị, để trước giờ Phú xin chú cảnh theo. Con thấy sao nó nghiêng nghiêng ghê quá chú. Tại chú không có làm cái mùi á cho nó che nắng hết. Có chở đồ cho người ta lắm. Dạ, mình chở đồ nhà không á. Để con bố 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 con thấy sao nó nghiêng nghiêng ghê quá. Ở Gò Cộng thì có chú Minh Cô Đơn, còn ở Cần Duộc thì có chú Cảnh Nhạc Sống. Tâm trạng của chú Cảnh mà chở nước cho bà con, cô chú chị coi nè. Mặt chú Cảnh người hớn hở. Nói chung là giúp cho bà con cái gì á thì cảm thấy mình vui trong lòng đó. Dạ. Tụi con cũng vậy, thấy bà con có nước tụi con cũng mừng. Nước này là không có nước luôn nè. Lúc này xe chạy ra đây không có nước nhiều. Là bây giờ chú cho nước là cái đường nào xe bán gái vô đường là chú cho hết. Đúng rồi. Dạ. Con mà đăng số điện thoại của chú lên là ta gọi chú tối ngày luôn á. Ủa tối chạy xe sống luôn. Chào quá à. Ngày qua con quay là qua cái cầu này nè. Qua cái cầu à, qua, đúng rồi, qua cái cầu có hai bà già trong đây nè. Qua con vô cho bịch trong đây. À, à đứng nè, chú đứng nè đó hả? Ồ, xích ra đầu ra sẵn luôn rồi. Vô. Vô cho em tập sát đó. Dạ. Ờ như đây là chứa hết một cái ca này không chú? Gia đình mình thiếu nước lâu chưa chú? Ồ đây nè, anh xích bình ra quá trời luôn nè. Chủ nhật thứ hai gì đó thì em xuống một chuyến nữa. Cứ hai ba bữa em xuống. À, có cái đội nước thiện nguyện giao tới nhà là khỏe rồi chú ha. Tụi con đang ngồi ngoài đường á, vô tình thấy chú đọc cái hỏi thăm, chú nói là chú cho nước từ thiện đó, rồi tụi con xin theo quay. À, cũng công bố số điện thoại chú lên luôn. Cái đây là xe bay ghét thậm chí còn vô không được nữa. Không, con đường này đường nhỏ. Ở trong đấy nhiều hộ không con? Ở trong đấy nhiều nhà không? Mở cái căn này đi, cái mình cho nó vô thì đừng làm mình thấy cho mình. Mình thiếu nước lâu chưa chị? Thiếu cũng lâu rồi, không biết sao nữa. Đợt hôm nay là chưa có nước mà này nè là chú xài bằng nước gì? Chở đi. Ông cứng á chú Cảnh ơi. Ông cứng chứ này ông nhiều. Dạ. Nó chạy lâu lắm luôn. Tại trời nắng nó mềm nó quẹo xuống. Một thước ống này như tiền ta. Chưa chiều phải về đổi cái này lại. Dạ ống cứng á, ống cứng á. Nó chảy ống hình như ống này ống 27 mét ống cứng ống xanh xanh ống cứng ống nó cứng. Mềm á nó rút vậy rồi nước xuống đâu đó. Còn thấy ống này cũng mới hình như chú cũng mới vô đó. Mới thật thì đúng không? Ừ, tại chiến đầu tiên thôi. Dạ. Chiến đầu tiên là... Giờ về mua là khoảng tầm 2 thước ống thôi chú Cảnh. Ống cứng. Cái này của mình dặn lại đây 8 rồi để về tính gì. Không, rồi 2 thước. Dạ. Nhưng mà lỡ mình nghĩ càng dài là càng tốt đó chú Cảnh. Mình làm dài một chút lỡ ví dụ như có mấy cái bồn như thế mình đưa vô luôn. À, sao mà chú biết được chú Cảnh mà chú liên lạc chú Cảnh hay vậy? Tôi là thợ đờn. Dạ. Bạn của chú Cảnh nè. Dạ. Ở cái vùng này quá khô cằn quá đi. Vậy là chú cũng làm nhạc. Làm nhạc chung với là chú Cảnh phải không? Đúng rồi. Rồi bà con mình đây là nước cái nước miễn phí là mình đi chở không được hay chú hay sao? Đâu có nước đâu mà chở. À, xe có đi ngang đây mà chú? Cũng có xe, cũng ít cái người chở lắm. Dạ. Bà con cũng xe không đa đó, người ta chở từ thùng người ta uống. À, thiếu dữ lắm luôn ha. Thiếu dữ lắm. Tụi con ngày qua có quay bên kia cầu.
mà con đâu biết bên đây bà con thiếu đâu. Vậy là chút xíu nữa là bà con cứ xách đi, xách đồ ra đi, chút nữa con có hai, còn hai xe nữa con vô đây nè. Giờ cứ lấy xài đủ đi. Lấy được nhiêu xài nhiêu. Dạ, mà không, con biết là cái cầu đằng đẵng xe qua được không á, cầu này nè. Dạ. Xe lấy 2 tấn rưỡi. Xe 2 tấn rưỡi chứ không phải là xe ba gác nha. Xe 2 tấn rưỡi. Xe tải á chú ơi. Xe tải nó cũng chở qua. Xe 3 tấn luôn mà. Cái cầu này là xe 3 tấn chạy được mà. Dạ. Đấy, để vòng cặp đại cầu 2 tấn rưỡi hả? Dạ. Vậy là chuyến xe đầu tiên này là chú Cảnh đi cứu bạn. Chính xác luôn á. Để đi cứu bạn. Ông bạn cũng phải cứu nha. Ông phải bạn cũng phải cứu. Không phải cứu đâu, bất cứ thì là phải cứu á. Rồi con công bố số điện thoại của chú Cảnh lên là người ta gọi là chú Cảnh bắt máy không kịp luôn nè. Nhưng mà có cái này của chú chị, những cái nhà nào mà xa trong á thì nên gọi chú Cảnh, nhưng những người nào mà lấy nước được thì đừng nên gọi. Để cho nhiều người đó. Đúng rồi, nhiều người ở trong xa đó người ta không có nước để cần cho chú Cảnh cứu gấp. Mà mình vẫn còn đang đi lấy được thì mình cố gắng mình đúng rồi em, đúng rồi em. Lát lát nếu ấy chú Cảnh tới chú về cái đất lợi chút xíu thì cho vô cái thùng. Cái tiệc đây mà để ngoài đây chắc bà con dùng chung quá. Của chú hả? Cái này được 200 không chú? Không biết nữa. Ừ. Này chắc chuyện trăm lít gì? Đâu, phải hơn chứ. Trăm trăm chắc là 200 á. 200 lít à? Anh vô lấy xe anh đẩy đi rồi anh đổ rồi. Thường thường nó sẽ có số nhưng mà nó ghi ở đâu đó mình không để ý. Vậy vậy là đây hai hộ. Đông lắm, bốn năm hộ trong á. Bốn năm nhà trong á. Trong đó là nhiều. Đông lắm, trong nhà lắm mà. Bữa nay không có người nhà đi làm hết trơn à. Đường nhỏ quá. Bữa nay cũng tranh thủ ở nhà đây xách mấy miếng nước đặng uống. Dạ. Cái này đường nhỏ quá chứ nếu không xe phải gác chạy vô nữa là tiền luôn á. Dạ, với lại nó có cái cục đá ngay chỗ đây. Chỗ này cái cục điện này. Không chở được, chở xe nước vô không được đâu, có đường này vô không được đâu. Với lại cái cục đá đó là xe vô là lọt bánh qua phía bên kia liền. Ồ, cái này chịu khó ra ngoài lấy chứ vô trong không được rồi. Đó, xe của chú Cảnh mới đi lần đầu nên là còn hơi bắt cặp một chút, nhưng mà không sao, mình sẽ thay đổi từ từ. Tí nữa đưa cho chú mấy cái hình ảnh của mấy xe bên kia xì kiểu gì á, làm ống như thế nào á, để chú cải tiến thêm chút nữa. Ngày á thì xả nước xuống, nếu mà máy muốn nhanh á thì có cái motor là bơm điện, bơm nhanh lắm. Bơm nhanh đốc hành luôn. Motor đá hình như tiểu tiểu tử gì sao? Motor đó mất tiền. Mất lắm à? Mất mất. Không, em nghĩ thì như chạy là cũng được. Chẳng là thay đổi trong các thôi. Như đất là nhanh. Cái ống này mềm nhưng mà do trời nắng nữa. Người nó còn xỉu xuống mà lấy đâu mà cái ống không xỉu. Có vậy là vui rồi, có vậy là tốt lắm rồi. Rồi chúc Cảnh hứa con là một xe ở bên hướng lại ha. Rồi ok. Kệ đi qua bệnh cho bà con ta nhín miếng ta xài đi. Có thấm giọng hôm nay người ta khô quá trời luôn á. Rồi ở đây mình khi nào mình xài nước mặn không chị? Có. Nước mặn là chị sử dụng vào cái gì, giặt đồ, quần áo, rửa chén này hay không? Dạ. Là dội bồn cầu đồ là sử dụng nước mặn. Dùng nước mặn nhiều quá nhiều khi hư cái bồn cầu mình. Giờ không ấy thì không có nước. Róc men hư bồn cầu luôn á. Không có nước thì giờ sao vậy? Thôi được rồi chị thấy con ở đây. Gửi lời con nói gì không? Tôi cũng bà con cảm ơn chú Cảnh cứu cho mấy có mấy cái nước để mình xài. Đợi chút xíu nữa là xe con vô nữa, hai xe mà con không biết là nó tới đây là còn nhiều hay ít thì con không biết. Giờ bà con cái khu vực này qua cầu nè, là ngày hôm qua con quay hai bác giờ lớn tuổi đó, đây nè, vừa qua cầu có hai bác lớn tuổi đó, là ngày hôm qua con quay đó cũng rất là thiếu nước luôn, không lớn tuổi không đi lấy nước được. Con thì đi làm ở xa hết rồi, hai ông già thì ở nhà cứ không biết làm sao,
thiếu nước. Có cái chuyến xe của chú Cảnh này nó cũng rất là hữu ích cho những cái cô bác lớn tuổi, là những cái người ở trong xa đó cô chú anh chị, người ta mới được chú Cảnh sẽ đi giúp. Còn nhiều chú Cảnh? Một khối nó nhiều lắm. Dạ. Một khối là 33 can này. Một khối nước là 33 can hả? Ừ. Ủa em ẩm tính hồi nào hay vậy? À, một can là 30, 30 nhân 30 là 90. Một can là có 30 lít hả? Đúng rồi, có 30 lít. Cái này tới 1.000 mà ủ của chú là 1.200 luôn. Là phải 40 can. Thậm chí những cái can này lấy chưa đầy nữa nè. Lấy đâu đầy được đâu. Thì mình cứ tính là 40 can. Rồi sẽ vừa ra đẩy ra vừa... Ông đây lấy cái rồi mình đẩy vô. Lông mắt mình mấy ngày. Thích xách nước chỉ vô bồn cầu thôi mà sụa tay á. Ông con nói thiệt mà, cô trên đây nè. Chạy lên cái cua này là chạy lên chút xíu cái đồng tôm á chú. Cô đó nói cười đau bụng như cổ luôn á. Bây giờ anh ảnh lấy xe dùa cho anh đẩy là mình đi theo vô trong đi vô trong nhà rồi ảnh rồi ảnh coi thử đổ nước luôn cô chú chị. Ủa cái này hồi cho mấy xe nữa hả? Không chú Minh em. Bên của em để chú Minh ông chạy chỗ khác đi. Tại em thì chút nữa em vô xe em vô nè. Xe lớn hả? Xe tải. Lát nữa mình ginh cái bồn 1.000 lít ra đây bỏ mình rồi chiều mình đẩy vô chứ giờ mệt đẩy sao nổi. Đúng rồi, mình có một cái xe cái bồn á mình để đây. Thì xong rồi mấy bà con mình để vô vách đó đi để ngã để vô cái vách vách đó đi. Rồi ba mấy nhà đó là chia ra. Với lại mình có cái bồn đây á là lỡ có xe nào đi qua là thấy là họ đổ vô. À. Đó, được. Chứ giờ mình không có thời gian đẩy nè. Với lại mình đẩy không kịp nữa. Đẩy không kịp. Đẩy vô chiếc này vác cái bồn 1.000 ra đi. Đè cổng bộ ngàn cái đây. Giác nổi không? Nổi chứ. Rồi đấy. Trời nổi mà đấy là giác nổi chứ mà đều nó lên anh. Anh hỏi xe đùa anh nãy luôn. Được, nó bự lắm, nó chạy. Bự. Nó bự quá nó chạy. Nó bự quá nó không được đâu. Anh cứ đẩy nước đi chút xíu chừng nào xe tới đi tụi em đi hả? Anh giác sao? Bây giờ anh cứ chuyển nước vô đi chừng nào tụi em đi là mới có xe tới được. Ba bốn thùng luôn á chú. Đâu có ở dưới Gò Công là tao đẩy bốn thùng luôn á. Thôi nói thôi hai thùng thôi. Đừng nói đôn quá cái ổng cũng bắt chước làm theo cái ổng tốt à. Ổng không đẩy nổi nữa thôi á. Được lặn xuống lặn nó xuống. Đang uống bụng vậy. Được, được. Anh dỡ cái đây lên là nó rớt đây xuống. Anh ngã ra trước. Cảm giác đẩy nước vô nhà sao anh? Cảm giác đẩy nước vô nhà sao nó phê phê không? Phê gì sung sướng á hả? Hôm nay không có nước, bữa nay có nước rồi sung sướng rồi. Dạ, không có nước tắm luôn hả? Ủa mấy cái đây là nước ngọt hay là nước nhiễm mặn rồi anh? À là mình đâu có xài được không? Chỉ giặt quần giặt áo rồi mà rồi mới rửa là xả lại nước ngọt không? Đúng rồi. Chứ đâu có nước ngọt đâu. Nhà bà con đây thì nhà lớn lớn không mà tướng nước thì thiếu. Dạ. Mình đi bộ mình mệt thở mình chết luôn mà anh đẩy xe bay vô ba xe nữa thùng nước đó. Nên là hỏi ít thôi chứ là không thở không được tí không đẩy nữa. Hào hứng có giờ có nước rồi đó. Có nước mà kiểu như có sức. Đấy. Khỏe. Phía trong đây cũng nhiều rất là nhiều hộ dân nè. Cũng nhiều hộ mà. Đầu là mình nghĩ là cũng khoảng chừng 2-3 hộ thôi. Nhưng mà đông, ở trong đây đâu. Em nghe anh ơi. Đây là cái tiệc anh đây hả? Em dạ nhà con gái nữa nhà này
em không ạ? Vậy là lời xung quanh là bà con nhà mình hết. Ừ, anh em không ở trong nhà không ạ? Dạ. Nếu như bà con nhà mình nữa, mình hùng tiền lại mình làm cái đường nó to ra một chút nữa. Không ơi, anh lên xe, anh lên xe anh đi đi, anh ơi gọi đi em. Của mình nhỏ vậy đó. Ừ. Đất của người ta, đâu có làm bự được. À. Dạ dạ dạ. Cho mình làm. Tí nữa cái đây làm sao mà hiên ra được ta? Được đấy, giác cái này. À, em nghĩ là anh nên lấy cái dây thừng á. Lấy cái dây thừng á, vòng qua cái xong mình mới vác được. Xe tới rồi. Xe tới rồi. Xe tới rồi hả? Ăn gom mà giúp vô. À rồi ok, để họ ăn cơm xong cái họ xong rồi cái mình anh em mình ra. Lấy cái xẻ một chút. Bây giờ một mình sao anh vác cái bồn này được? Được không? Phải thì em phụ bưng. Được. Huynh khó lên lắm. Đâu anh vác kiểu sao đâu? Anh vác hai bọn lần hai bọn luôn hả? Anh đi trước em đi sau bưng cho. Bây giờ nghe có nước là coi ảnh là. Trời ơi. Chạy theo ảnh mạo luôn á. Giống thầy Thiên cổng cục đá không? Đúng rồi, anh bị núi đè. Này mình chứa nào rảnh mình ghi từ từ chứ. Em đi bộ mà em nói chuyện em thở không nổi luôn mà anh dám này anh còn nói chuyện được. Cái này là tại chú nói là Vinh một mình dễ cho chú thiệt nên anh em quân không có phụ được. Này Thiên khó khiên lắm, nó không dạ, có được lắm. Đúng rồi. Nó trơn á. Ở nhiều cô chú hiểu lầm nó là sao ba bốn người đi quay mà không phụ. Đi không mà nó thử. Trời ơi, muốn thở hì hì luôn cô chú chị. Đi bỏ con thở. Rồi anh vác ra đi, chú dưới mà xe không có tới là anh chửi ít lắm, rồi dữ lắm luôn à. Để sao mà không có xe. Bốn, bốn, ổng giá của mình, giá rút xe không có tới, ổng giữ ít gì lắm luôn, ổng giá chưa, ổng giữ. Không, nhưng mà không có, không vậy chứ, chưa đưa ra đây, lỡ có những cái xe khác nó vô. Vô thử rồi. Thử nha cô chú anh chị, hồi nãy là ổng thấy ổng giác phải re, mà bây giờ mình thử như thế nào ha. Nặng lắm. Cô chú anh chị, nặng lắm. Không nổi, không nổi hả? Không nổi. Không phải nó to, nó có thế phải không? Ờ, nó không có thế, chứ cũng không phải là nặng lắm. Nặng lắm. Có. Cũng là 5 ký á. Không biết thế. Là làm thêm một ống này nữa. Một cái đường ra. Giờ được không? Được là anh đạp cho chua chóng luôn nè. Ở ngoài ngoài cho lẹ lẹ. Không, mình không có biết thế. Đâu, cầm anh thử là được không? Tại vì em dở rồi cũng lại được chứ. Ơ, cái này nhẹ mà. Tao thử đi. Nhẹ. Ô, không được. Ông phải xoay qua hướng cái này nè. Mình phải biết thế á, phải có một cái thế. Không. Để lần nữa làm nữa đó. Nó lăn xuống tới ao luôn đó mày. Ờ, trong đó có cô gia nữa kìa. Mình không có gì đâu, con lao động đó, trong nhân đó. Đâu chị thơ, vậy coi. Ôi, ghê vậy. Ôi ơi. Trời. Rồi. Sao mà cái bê vậy? Đây. Sao mà cái bê vậy? Ôi quá dữ. Quá dữ rồi, mình chịu nổi Phú ơi. Phụ nữ cần ruột ghê quá. Xúc lại được có con gì á. Cô lấy nước hả? Thiếu nước nhiều không? Cái này lát múc vô từ thùng. Cô thiếu nước nhiều không? Nhà đông dân mà có, không có nước hết nước rồi. Thì hôm nay cô xài bằng gì? Kia cái nước vô mà nó không vô rồi đi xin từ miếng vậy đó. Dạ, giờ cô đi xin đó hả? Dạ nè. Có thùng, thùng vậy nhà đông thì sao cô đủ xài? Chứ nhà không có ai sắp nổi hết mà. Đi trời, làm hết rồi. Dạ, đi làm hết rồi. Nói với 4 cái thùng đó nữa thôi. Cái xô này hàng ngày mình đứng gì cô? Đứng gạo, đổ gạo. Đổ gạo ra lấy nước, để đứng nước luôn. Lấy xô gạo hứng nước. Dạ, cô xin 4 cái ca này hả? Ừ.
Ở giúp mượn anh đó đẩy vô dùm luôn. Đắc mượn cháu đẩy đi. Dạ. Không còn cái cảnh khổ nào mà khổ bằng cái cảnh này chú không, không có nước. Không có nước mà cái cảnh là không có nước. Dạ. Bây giờ chỗ nào cũng thiếu nước á, hễ có xe nước lại là bà con ra quá trời luôn. Cái thương quá trời luôn. Cái chạp của tôi hàng ngày để đựng gạo mà con phải đổ nha. Lấy. Rồi chú Cảnh sắp xếp cho cái bồn nó vô con đi, cái tụi con đi về bỏ nó chú vô nước cái bồn đó đó. Okay. Rồi xong hết rồi đó. Nói chứ chút nữa tụi con cũng cho xe lại ít nhiều cũng nhỏ rồi không biết chứ. Anh giác ra anh chửi. Đi ngang đây. Dạ, anh giác ra anh chửi chết luôn á. Không chút xíu con cho ở trên kia, cái đường kia kìa nó quành xuống đây luôn. Cái đường mà cái cô mà xách nước dội bồn cầu á. Đi là đường này luôn hả? Ờ là đi này vòng qua. Hả? Đi này vòng qua hả? Nó gần hơn. Gần hơn không? Mà phải trồng đường không chứ để trồng, tí nữa chạy xe máy coi thử kiểm tra. Trồng. Đường này bỏ anh em. Không, ra ngay đầu đường Cathy á. Coi tên phải cầu kênh 3 ấp 3 không? Đúng rồi. Đúng nghĩa là chính xác. Nhà ông bà bên đây. Đúng rồi. Đánh cái vòng nhà, đánh cái vòng cung con còn qua bên kia, coi ngược qua bên kia, vòng qua bên kia. Ok, giờ tí nữa đi ra đây. Thôi được rồi, bây giờ là anh em mình cũng ra ngoài chờ đi. Ra ngoài chờ bên anh Hiệp xuống. Vì anh cũng gọi rồi, giờ con cũng tạm biệt chú ha. Chúc chiều à. Mấy anh em nha. Chúc chiều gặp lại. Chưa gặp lại nha chú. Chào tạm biệt chứ không có gì, không phải là ngày nay còn chiều này còn gặp nữa. Còn gặp nữa. Tạm biệt hiện tại bây giờ tạm biệt ở đây thôi. Dạ. Ok. Thị trấn Cần Giuộc chiều nay gì thị trấn Cần Giuộc một xe này nha chú. Đúng rồi. Dạ. Mình có hứa mà. Rồi. Ngày mai mình sẽ về thị trấn Cần Giuộc một chuyến. Thôi giờ con cũng chúc chú Cảnh với gia đình thật nhiều sức khỏe để ủng hộ cho bà con qua hết cái đợt hàng ngày này ha. Rồi xin cảm ơn tất cả các anh em. Dạ. Hồi nãy giờ mình quên một điều là bên dạp cưới của chú Cảnh là tên gì ạ? Không, bên chú Cảnh là cho thuê nhạc sống. Cho thuê nhạc sống là tên gì chú Cảnh? Cũng tên Úc Cảnh. Úc Cảnh. Dạ. Mỹ Lộc hả chú? Mỹ Lộc ở chú ở nghe khúc nào? Chỗ ngã ba Mỹ Lộc. À nghe Mỹ Lộc ngã ba dưới ha. Ngã ba dưới đó. Dạ. Vậy là ai ở Mỹ Lộc mà nếu có nhu cầu liên quan tới nhạc thì có thể gọi số điện thoại của chú Cảnh ở đầu video nha cô chú anh chị. Thì mình gọi ở đâu cũng gọi ủng hộ cho chú để chú có tiền xăng để chú đi phục vụ cho bà con. Dạ. Giúp đỡ. Xin cảm ơn tất cả. Xin cảm ơn. Dạ.